Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên, Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội yêu chèo toàn quốc tổ chức giao lưu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 6 năm 2020. Chương trình giao lưu lần này được tổ chức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, số 143 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ngoài được nghe những giai điệu đằm thắm trữ tình của nghệ thuật chèo, du khách còn được thăm mảnh đất phố hiến giàu chất thơ. Buổi khai mạc giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 6 năm 2020 sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, trên các nền tảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hát chèo nổi tiếng. Quý vị và các bạn có thể trực tiếp tham gia và cổ vũ cho chương trình trong các ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 12 năm 2020 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, số 143 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc, nơi hội tụ đam mê.